Hello mọi người, ngày hôm nay quay mấy em Jota cho mọi người ngắm. Mọi người có nhận ra con nào đây không? Con màu trắng sữa và hai con trắng muốt. Hai con trắng muốt thì đợt này không tắm được cho chúng nó, lông nó đang bẩn đấy. Đây là giống chó Sù Bắc Hà, một cái giống chó bản địa rất là đẹp của Việt Nam. Mình đánh giá đây là một cái giống chó rất là đáng nuôi. Đực, đây là con đực vẫn đang còn đang đi đánh dấu. Mọi người còn nhớ em đực này không? Ừ. Đấy. Trời, rất là long ở đây. Trời. Thôi được rồi, đi ra chưa? Ra chơi đi, muốn vào đây chơi cùng á? Phải từng đứa một chứ, ba đứa anh không có tay nào, anh không có tay nào để anh xoa cả. Ra đây. Ok. Cái hay ra đây. Nó bắn nhắn lắm, xoa nó nhưng mà nó muốn cứ lượn vòng quanh để xoa nhiều chỗ chứ không phải là chỉ xoa mỗi cái mặt. Đây là cận cảnh con một con Bắc Hà để cho mọi người xem. Lông là tương đối đủ, thực ra đây là vẫn chưa đủ đâu vì cái lông rụng của nó vẫn còn đang ở trên người nhá, nó còn chưa mọc lại đủ lông hoàn toàn, nhưng như thế này là cũng coi như là tạm ok. Mọi người thấy cái giống chó này là một cái giống chó rất là đẹp của Việt Nam. Giúp quả gấu, quả gấu có vẻ nó là đâu, nó ăn cái quả gì đấy, quả gấu hay quả xước cái này, ăn quả xước rồi lại chớ đấy, nó giúp quả, nó tùy loại quả nó mới ăn nhé. Mình đánh giá đây là một cái giống chó rất là đáng nuôi của Việt Nam. Đợt này thì mình bắt đầu cho chó Bắc Hà và chó Mông Cọc bắt đầu là cho đẻ lại. Đợt vừa rồi thì mình cho nghỉ một gian, nhưng đợt này thì lại bắt đầu là cho đẻ lại. Đợt vừa rồi cho chúng nó nghỉ một lượt vì nó cũng là vào mùa hè nữa. Đó. Hôm nay là quay chúng nó ra, cho chúng nó ra ngoài chơi tí rồi quay cho mọi người ngắm. Để lần sau hẹn với mọi người là lần sau quay. Mình sẽ tắm cho chúng nó sạch sẽ rồi sẽ quay cho nó để cho mọi người ngắm, gọi là ngắm đúng thực tế. Còn đợt này nó đang bị ở bẩn, nhưng mà mình phải nói là chúng nó ở bẩn, chúng nó đã đẹp rồi. Đây, người nó bẩn này, lông ấy nhiều vết lông. Còn tắm cho chúng nó xong thì nó sẽ trắng đều. Đây, quay rất gần cho mọi người xem. Em lau này là em bắt ở trên bản này. Ê, ok. Thỉnh thoảng lại ra lịnh chủ tí. Hai em cái thì là con của cặp bố mẹ bản, mình giữ lại cho con. Đây, mặt còn đang bẩn đây này. Mấy hôm mưa bão kiểu mưa ấy, mưa chúng nó ra, chúng nó nghịch mưa. Nếu mà chúng nó chỉ nghịch mưa không thì nó lại sạch, nhưng mà đây là do là ở trên cái mái của mình ấy, là mình có mấy cái cây xanh, thế thì cái mùn ấy, cái mùn của cây xanh nó nhỏ xuống, nó bắn là nó bám vào lông của chúng nó. Chứ nếu mà như bình thường mà nuôi đội Bắc Hà này mà nuôi mà theo cái kiểu là nuôi thả tự do thì chúng nó sạch lắm. Vì là mỗi một lần ra, để ý mỗi một lần ra ngoài trời mưa ấy, là lông của chúng nó mấy hôm sau này nhìn lông của chúng nó trắng hẳn như kiểu mình tắm cho chúng nó ấy. Này, hai đứa đều lấy giống rồi nha, không phải cạnh tranh nhau nha. Này, anh đang ở đây đấy, đừng có đùa. Này, hai, anh nói bỏ ngoài tai à? Hả?
Đây là cái lý do mà sau khi mà lấy giống xong là phải tách riêng, vì khi mà chúng nó ở gần nhau chúng nó sẽ rất là dễ xô xát, vì đấy nó là cái bản năng của con chó. Vì mình nuôi thả chứ mình không nuôi nhốt ở trong chuồng, không nuôi nhốt ở trong lồng, nuôi thả, cho nên là nếu mà thả trong ô là chúng nó dễ chúng nó bụp nhau, vì nó chỉ có một cái gì đấy, đấy như vừa rồi đấy, là nó cạnh tranh với nhau một cái gì đấy, là bắt đầu nó cơn nhau ra. Ba em đợt này thì có 4 con cái Bắc Hà thì chia ra làm 2 cặp. Đây này, cặp cái này là ghép với này đực lau, và cặp cái còn lại là ghép với này con đực là con của con lau, là con sậy. Tức là sẽ có thả giống 4 con Bắc Hà trắng. Hy vọng nó sẽ ra được đủ cho con để cho những cái người đang chờ sẽ đón cho con ở đợt này. Thì nếu mà theo cái lịch của nó mà thuận lợi ấy, thì lịch của nó mà thuận lợi ấy, thì sẽ trong vòng 2 tháng nữa, khoảng 1 tháng rưỡi nữa thôi là chúng nó sẽ đẻ, là sẽ biết là có cho con hay không, khoảng tháng rưỡi nữa. Con mà lấy giống muộn nhất là cách đây 10 ngày, coi như là tháng 20 ngày nữa, cứ coi như là tháng rưỡi nữa. Giống chó có thể nói là một cái giống chó cho ta đẹp như chó Tây, mà nuôi thì dễ nuôi. Nếu mà nuôi được thả tự do thì nó lại rất là sạch, dù không cần tắm. Nhưng đây là vì mình nuôi thả, nhưng mà thả trong ô quây. Ô quây là mình làm là che một nửa mái và một nửa là để thoáng, và một nửa là có mái che. Thế nhưng cái nó dở, cái nó bẩn này là vì cái mái của mình. Mái của mình trên đấy nó có đọng rác, là những cái lá cây với lại cái quả của cái cây xanh ấy. Là bình thường những cái trận mưa nhỏ thì nó không trôi được đi, nó đọng ở trên mái. Thế đợt vừa rồi là mưa bão ra ghi ấy, thì nó chút xuống, nó mới bóc ra, nó chút xuống là bọn nó bị bật. Vốn dĩ là lúc trước lông nó cũng không sạch như lần trước mình quay video, nhưng nó không bị bết lông, nhưng đợt này thì bị bết. Lau ơi, để gọi lau ra. Lau ơi, lau. Để máy quay ở đây nhé, gọi con lau ra. Gọi nó ra thì không dùng mic cho nên là nói tiếng nó hơi nhỏ. Rồi, cho ra gần. Lau. Đây. Xích đây. Đây đây đây. Lau. Bông xích. Bông xích, xích đây. Bông xích, xích đây. Lau. Lau. Ôi sợ. Con lau đâu rồi? Gọi con lau ra đây, con lau thờ nhỉ. Lau ơi. Ra đây. Ừ, hay. Lòng vòng. Ok, tao rút kinh nghiệm nhá. Gọi ra phải ra luôn. Ok, giờ chơi đi. Giờ ra chơi tự do đi. Gọi nó ra, nó lượn ra, nhưng mà nó thấy xoa con khác cái nó lại lượn tiếp. Sau đấy thì nó mới lượn lại. Đây là con đực. Với cái con đực, nhiều người thắc mắc là với con đực mà lông của nó màu trắng ngà, đây là trắng ngà, nhìn nó là ra như là màu vàng ấy. Với cái lông màu trắng ngà này và cái lông màu trắng tinh này thì nó ghép ra con nó sẽ màu gì? Thì đa số là ra con nó sẽ màu trắng tinh. Và cũng có trong đấy có tỷ lệ những con màu trắng ngà này, nhưng mình chưa thấy nó xuất hiện màu khác.
tức là nó vẫn là màu trắng thôi. Và trắng tinh hay trắng ngà đây thì ngày bé là cũng sẽ biết luôn. Đó, vì lần trước chúng nó ghép với nhau được một lần rồi. Một số bạn mà đang nuôi cho con của chúng nó ở lần trước thì mọi người sẽ xem lại con chó của mình, mọi người sẽ thấy. Như lần trước thì nếu mình nhớ không nhầm là nó có hai con trên 9 con. Hai con là màu trắng ngà, còn 7 con là màu trắng tinh. Rất cỏ ăn. Lần sau tắm rửa cho sạch sẽ, cho lông lá nó bông, tắm thì lông nó sẽ bông. Đây lông đang bẩn, đang bết. Lông bông thì nhìn lông nó còn dày hơn nữa. Ok, hôm nay quay cho mọi người ngắm cún thế thôi. Mọi người cùng cho nhận xét về cái giống chó này của Việt Nam nhé. Cùng cho nhận xét về cái giống chó này. Một cái giống chó rất là đáng để nuôi. Rất đáng để nuôi. Xứng đáng là cái con chó quốc dân. Vì sao? Vì nó có rất nhiều cái lợi thế. Và so với lại cái con chó ta bình thường thì nó khôn hơn. So với cái con chó ta gọi là con chó ré của mình ấy. Con chó gọi là con chó ta, con chó ré mà khi nó trưởng thành nó cỡ độ dao động từ 11 đến 13 cân. Cỡ tầm đấy. Nếu mà mọi người, những người mà nuôi chó từ ngày xưa, từ cách đây độ 30 năm thì mọi người sẽ biết cái giống chó ré ngày xưa. Về sau thì nó không còn nữa. Bây giờ chắc còn cái giống chó ré chắc là ở khu vực Tây Nguyên còn thôi. Còn nếu mà những cái khu vực mà nó sum tụ người thì thường nó bị pha với này một cái giống béc dê rồi, nó thành một giống chó lai. Nhưng so với cái giống chó ré ngày xưa thì nó cũng ở sạch. Nhưng mà như bọn Bắc Hà này là nó có thể nói là ở sạch hơn. Nó khôn hơn, nhanh nhẹn hơn. Và nhìn thì có thể nói là chắc mọi người cũng không phản đối là nó đẹp hơn. Nên là mình nói là nó một giống chó ta rất là đáng để nuôi. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Hôm sau mình sẽ quay cho mọi người xem cái cặp hai con cái còn lại, hai con cái và một con đực còn lại. Bây giờ thì cho chúng nó vào thôi, vì hôm nay là trời nó sắp mưa rồi. Đây. Cơn đen xì. Ok. Đây, để xem bảo chúng nó vào, chúng nó có vào không nhé. Đây. Lau, bông, vào thôi. Thường đây. Đây, gọi cho nó vào. Gọi cho nó vào mà. À, vào không cửa luôn này. Rồi, chờ mở cửa. Ok, vào chuồng. Đi trước. Đó, ngoan nào. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.